Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng anh em nha. Hôm nay trong một buổi tối thứ bảy cuối tuần, mình rất là vui khi mà mới hoàn thành xong một công tác sửa chữa cho một ca bệnh rất là nặng luôn anh em ơi. Đây trước mặt anh em đây là một cái máy này gọi là máy làm sữa hạt hay là máy xay nấu đa năng thương hiệu của Cosol. Cosol này thương hiệu của Đức. Cosol là nhãn hàng mà sản xuất những cái đồ gia dụng khá là đồ cao cấp không á anh em. Thì chị khách này mang đến cho Thịnh trong tình trạng là máy khi mà mở lên, ở đây nó có một cái bảng điều khiển cảm ứng, chút nữa Thịnh sẽ mở cho anh em coi. Thì cảm ứng nó nhảy loạn liên tục luôn, y như cái điện thoại của mình bị loạn cảm ứng vậy anh em. Đó thì coi như là không sử dụng được gì hết. Và một cái máy chất lượng như vậy thì chắc chắn là người chủ sở hữu ai cũng muốn sửa lại chứ à, không ai muốn bỏ một cái máy máy tốt như vậy anh em. Đầu tiên Thịnh cho anh em coi cái thiết kế của cái dòng máy này trước nè. Anh em nhìn cái cối của nó nè, rất là chắc, cầm nó nặng tay và nó lực, nó cứng cáp dữ lắm. Đây em nhìn nè, cái bộ nhông nè, bộ nhông này là độc, hàng độc luôn anh em. Mình sửa rất là nhiều những cái loại máy làm sữa này của mấy cái thương hiệu thông thường như Lock and Lock của Ranbem Trung Quốc rồi, hoặc là Philips, không thấy ở cái thiết bị nào mà sử dụng cái bộ nhông này luôn, chắc chắn lắm. Em nhìn nè, cối dung tích lớn, cối này tới 1,5 lít lận, rất là đẹp. Đây cái thân máy nè, bộ nhông này, máy cầm motor nặng trịch luôn. Những cái dòng này sử dụng motor quấn đồng chuẩn chỉ. Hiện tại trên thị trường á, có mấy cái loại đồ máy xay rồi hay sử dụng motor quấn dây nhôm để nó giảm giá thành nè anh em. Mấy cái đó thì thôi, nói thật là dởm lắm. Khi mà hư hỏng chắc Thành cũng không muốn sửa luôn, tư vấn anh em mua máy khác thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái lý do tại sao mà cái thiết bị này gặp cái tình trạng hư hỏng đó. Khi mà Thịnh mở cái máy ra kiểm tra, mình phát hiện bên trong vừa mở ra cũng khoảng 4 5 con gián con, nó từ những cái khe này. Những cái khe này chui ra. Anh em thấy không? Đó những cái khe này. Nó chui ra. Đó thì coi coi bên trong bên đây nó có một cái bo mạch, trong đây có một cái bo mạch. Ở đây có một cái bảng điều khiển cảm ứng. Thì cái bo đó nó mục hết, soi kỹ lấy kính lúp kính hiển vi soi kỹ thì nó mục, nó đứt đường mạch hết anh em. Thì chúng ta đi đến cái nguyên nhân kết luận đó là do côn trùng, máy này là bị côn trùng vô thì nó có thể nó tiểu tiện gì không chậm đó, hoặc nó cắn phá gì đó, nó là mục bo. Tình huống này anh em đừng có nghĩ hiếm gặp nha. Ở bên Thịnh sửa mình gặp nhiều lắm. Mấy cái nồi chiên không dầu nè, một số khách nói là lâu ngày không xài, bỏ trong kho lấy ra sao không chạy được nữa. Có lần đó em nói thiệt cho anh em ám ảnh luôn. Em mở cái nồi chiên không dầu Philips, cái loại bự 9 lít đó, em mở ra một nguyên rồi cả chục con gián nó ùa ra, trời ơi, em phủi không kịp anh em. Đó nên là anh em lưu ý nha, cái vấn đề mà côn trùng vô là gặp rất là nhiều ở đồ điện tử. Thiết những thiết bị điện này nè, nó hay vô đây nó làm tổ, nó trú ngụ lắm. Mình để ý cái vấn đề đó, bảo quản cho nó tốt. Hỏi hỏi tự nhiên tốn tiền oan ức ha. Rồi đây Thịnh sẽ bật thử cho anh em coi cái máy nè, sau khi sửa xong như thế nào. Thì cái giải pháp sửa ra làm sao, giải pháp sửa thì rất là phức tạp luôn. Cái máy này Thịnh nghĩ là có thể là bó tay á, nhưng mà cố gắng làm riết 2 3 bữa thì nó cũng đã ok rồi, nên là vui mừng mới làm clip lên đây cho anh em coi liền nè. Giải pháp sửa là Thịnh sẽ thay những con IC, đo đạt những IC nào lỗi đi vô cái đường cảm ứng, thay thế IC mới. Những cái phần mạch nào nó mục, nó đứt đường ở đâu mình sẽ câu lại, mình đi mạch lại là ok. Đó thì Thịnh chia sẻ với góc độ người dùng thôi, còn anh em thợ thì mỗi người mỗi cách. Đó đó, anh em thợ thì chắc không phù hợp với những clip như thế này. Clip này mình hướng tới là những khách hàng, những người dùng ha. Anh em thợ thông cảm với Thịnh không có cụ thể nói rõ làm chi ly cái gì ở đây được, tại vì nó cũng không rõ ràng đâu, anh em phải bắt tay vô làm mới biết thôi. Ok, bây giờ Thịnh test thử cho anh em coi. Đây đây cái cối cối này nó có hai cái công tắc, một là công tắc trên nắp. Đây cái nắp này phải đậy xuống,
Đó cô mới chạy hai là cái tiếp điểm đây giữa cái bộ phận này mấy cái sáu cái chân nè giữa sáu cái chân của thân máy nè nó phải ăn với nhau đây để gắn vào chụp em coi nha đó rồi vô khớp hết chưa rồi rồi em khởi động lên ở đây nó có cái nút power đây anh em khởi động lên đó sáng đèn lúc mà đầu tiên chị khách chị đưa đến á nè mấy cái bảng này nó chớp nó nhảy liên tục luôn nó nhảy hết chế độ này chế độ kia nó làm cái ghê lắm đó thì giờ sau khi sửa anh em thấy nó ổn định chưa giờ anh chọn thử một chế độ nè chế độ làm đá nè xây đá nè đó hiện lên chữ start top ha nhấn nè đó đèn thấy quay không ghê chưa motor này quay mạnh lắm làm đá thì lúc nào cũng vậy nó sẽ quay một xíu rồi nó ngưng rồi nó sẽ quay tiếp đó anh em lưu ý mình dùng ví dụ mà máy không có chế độ tự động mình cũng biết cái quy trình nó phải như vậy quay một xíu là ngưng mới quay tiếp rồi ngưng nè đó chứ không có mà quay liên tục đâu nó nóng motor nó anh em nào mà cứ bật cho motor chạy liên tục là cháy motor nha anh em rồi bây giờ mình thử chế độ khác nha đây mình thử chế độ auto clean nè là làm sạch nè mình mới nấu xong cái gì mình đổ nước vô mình nhấn auto clean nè đó đó làm sạch ra đổ nước vô nó sẽ đánh xoáy nó làm cho sạch hết đó anh em thấy không rồi những chế độ này là có nấu nè làm súp làm cháo nó làm cà phê gì nè đó máy thì rất là cao cấp em thì em sửa cái máy này em rất ưng ý luôn anh em mà có điều kiện mua cái dòng Coso này em để ý mấy cái thiết bị nào mà em gặp qua của thương hiệu Coso này em ưng lắm nó vừa sang nó sang mà nó đẹp mà cái linh kiện bên trong nó làm chất lượng lắm anh em đó thì những cái lưu ý sử dụng làm sao cho nó bền thì Thịnh có nói với anh em hồi đầu clip rồi mình xài thì nhớ là mình lưu ý bảo quản tránh côn trùng rồi nè cái khu vực nào mình biết hay có dán côn trùng gì đó thì xong mình lấy cái gì đó mình chùm cái máy lại mình trùm cái thân máy lại ha với lại motor nhớ lúc nào mình sử dụng cũng phải có độ nghỉ anh em không thể nào anh em cho một cái motor nó chạy liên tục 3 đến 5 phút mà chạy không nghỉ nó vẫn chạy được đó nhưng mà nó giảm tuổi thọ motor dữ lắm rồi tới lúc nó hư hỏng nó cháy thì mình thay motor là không có rẻ đâu anh em ok anh em và buổi tối thứ bảy cuối tuần Thịnh muốn chia sẻ với anh em một chút cái thành quả của mình như vậy thôi anh em nào có nhu cầu sửa chữa điện thoại nè điện tử hay là đồ điện gia dụng cứ liên hệ với Thịnh luôn sẵn sàng phục vụ anh em kết giao bằng hữu vui vẻ đó là quan điểm xuyên suốt của Thịnh ở channel sửa chữa Bến Thịnh này. Chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha.